đi học rất chăm chỉ. Ban ngày thì học trên trường, còn tối về nó lại đến lớp học tiếng Anh. Nhưng sắp tới con bà có được yên ổn như vậy hay không thì tôi không đảm bảo. Nếu như muốn cái mạng của bà và con gái được an toàn thì hai ngày nữa đưa cho tôi 700 triệu. Bà mà báo công an thì đừng mong gặp lại con mình. Không được. Nếu mình báo công an rủ tụi nó làm liều thì sao? Dạ, có chuyện gì thưa cô? Tôi muốn báo án. Dạ, mời cô vào trong. Dạ, cô muốn trình báo chuyện gì thưa cô? Dạ, cán bộ xem. Chẳng những nó viết thơ, nó tống tiền tôi, mà mỗi ngày nó đều nhắn tin đe dọa tôi. Tôi sợ quá cán bộ ơi. Cô hãy yên tâm, chúng tôi sẽ thụ lý vụ án này, nên cô cứ bình tĩnh đi. Bây giờ cô có thể về trước, chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo an toàn cho cô. Dạ. Cán bộ nè. Dạ. Cái tụi tống tiền này á, nó rất rành về gia đình của tôi. Thành ra tôi nhờ mấy chú hãy bảo vệ giùm cho con gái của tôi, bị nó đang học mà và ở trọ xa nhà đó chú. Cô yên tâm, đó là trách nhiệm của chúng tôi. Dạ, vậy tôi về, cảm ơn cán bộ. Từ những thông tin mà nạn nhân cung cấp, cơ quan điều tra ngay lập tức xác lập chuyên án, làm rõ những mối quan hệ của nạn nhân, đồng thời bố trí cán bộ, chiến sĩ đảm bảo an toàn cho gia đình bà Liễu. Gia đình của bà Liễu thuộc hộ gia đình khá giả tại địa phương. Và thông tin mới đây nhất thì miếng đất nhà bà Liễu trúng quy hoạch, cho nên bà Liễu chính là mục tiêu của các đối tượng bất hảo tại địa phương. Các đồng chí nhanh chóng khoanh vùng tất cả những đối tượng bất hảo tại địa phương. Thông qua cách viết trong lá thư tống tiền này thì chứng tỏ đối tượng này rất rõ về hoàn cảnh của bà Liễu. Tôi cũng đã bố trí người bảo vệ cho sự an toàn của bà Liễu và con gái bà ta. Alo. Tôi biết rồi. Hai đồng chí nhanh chóng xuống nhà bà Liễu, đối tượng đã lộ diện. Kẻ tống tiền đã liên lạc với bà sao? Tụi nó điện thoại nói là ngày mai phải giao tiền. Cô ơi, tôi làm gì mà có số tiền mặt 700 triệu mà để đưa cho tụi nó? Mà nếu không đưa thì chúng sẽ hâm là làm hại con gái tôi. Giờ sao hả cô? Bây giờ cô có đồng ý và hỏi rõ thời gian địa điểm giao dịch ở đâu? Cô an tâm đi, nhất định chúng tôi sẽ bắt được bọn chúng. Điều cần bây giờ là cô phối hợp với chúng tôi. Thank you.
chuyện gì? Tại sao cô lại tự ý bỏ về? Tụi nó điện thoại cho tôi. Tụi nó nói là thay đổi địa điểm. Bọn này ranh ma thiệt. Cô ơi, tôi không báo công an nữa đâu. Chắc tụi nó đã biết nên mới thay đổi ý định như vậy đó. Tiền bạc á, không có quan trọng. Miễn là mẹ con tôi được sống yên bình là được rồi. Thôi, tôi không báo án nữa cô ơi. Vậy cô có chắc á, sau khi cô đưa tiền, bọn chúng sẽ để cho cô và con gái cô được yên không? Hết á. Do tôi tò mò nên tôi lụm cái bịch đó lên coi thử có cái gì chổng hả. Chuyện này không có liên quan tới tôi. Tôi đâu biết bà Liễu là ai đâu mà tống tiền bà. Phải. Tôi từng có xích mích với bà Liễu vì ba cái vụ đất đai. Nhưng mà tôi không có tống tiền bà đâu. Anh không phải. Vậy là hai người kia sao? Tôi cũng không biết nữa. Mà tôi nghĩ chắc không phải đâu cán bộ. Ban chuyên án chia làm hai mũi điều tra. Một mũi tìm hiểu nhân thân của ba đối tượng cũng như mối quan hệ với nạn nhân. Mũi khác tập trung vào vật chứng duy nhất là bức thư tống tiền viết tay gửi đến nạn nhân. Các đồng chí hãy cho ba đối tượng viết lại nội dung lá thư tống tiền. Mời vào. Báo cáo anh, đây là bản chữ viết tay của ba đối tượng. Đây là nét chữ của ai? Của Hùng. Nét chữ này khác hoàn toàn so với nét chữ của hai đối tượng còn lại. Và nét chữ này cũng rất khác với nét chữ trong lá thư tống tiền này. Hiếm khi nào hai anh em lại có nét chữ giống nhau đến vậy? Rốt cuộc, ai là người đã trực tiếp viết lá thư tống tiền? Alo. Thưa anh, ba đối tượng muốn gặp trực tiếp anh. Thưa cán bộ, lá thư tống tiền đó là do tôi viết. Hai thằng kia không biết gì đâu cán bộ.
Dạ, tại em sợ cán bộ bắt bỏ tù. Bây giờ em xin khai thật, mong cán bộ xử nhẹ tội cho em ạ. Dạ, dạ thưa cán bộ, em xin khai thiệt. Tất cả là do em bày ra, tờ giấy đó là do em viết. Vậy tại sao lúc đầu anh một mực khẳng định là mình không có liên quan? Tại sao ba đối tượng lại cùng lúc nhận mình là người giết lá thư? Sau khi phân tích nét chữ, cơ quan điều tra cho đối tượng Hùng ra về. Tuy nhiên, mọi hoạt động của đối tượng này vẫn nằm trong tầm kiểm soát của tổ điều tra. Hai anh em Tâm với Tú đang còn trọng á, không biết tình hình sao rồi nè. Ý mày nói công an biết hết rồi hả? Ừ, nhỏ nhỏ giùm tao một cái, nó mập còn hỏi nhiều nó. Mày nói lớn á. Đi đi ông nội. Nguyễn Minh Tú, em trai của anh đã nhận tội. Chúng tôi cũng đã xác định nét chữ của cậu ấy hoàn toàn trùng khớp với nét chữ trong lá thư tống tiền. Thằng Tú nhận tội. Chính vì chúng tôi đã tìm ra hung thủ trong vụ án tống tiền này nên anh được thả tự do. Chút nữa sẽ có người đưa anh ra ngoài. Vậy còn em tôi thì sao? Tú có thể sẽ phải đối diện với mức án tù là từ 3 đến 5 năm. Thưa cán bộ, tất cả mọi kế hoạch là do tôi nghĩ ra. Người viết lá thư tống tiền cũng là tôi. Thằng Tú không có liên quan gì hết đó cán bộ. Do tôi thấy bà Liễu có nhiều tiền nên nảy sinh lòng tham. Nhưng thủ phạm không chỉ có một người. Anh chính là kẻ chủ mưu và hai người còn lại là đồng phạm. Đúng chứ? Dạ. Anh không có mặt được chúng tôi đâu. Cán bộ nói gì tôi không hiểu. Tôi là người nãy định tống tiền và tôi cũng là người đã viết lá thư đó. Anh không phải là người trực tiếp viết lá thư đó mà là anh đang cố bắt chước nét chữ của anh mình. Thoạt đầu nhìn vào hai lá thư này thì trông rất là giống nhau. Tuy nhiên, anh trai của anh viết lá thư này tự nhiên hơn. Còn với anh thì vì lý do là đang cố bắt chước nét chữ của anh mình, cho nên nét chữ của anh thì lại cứng, gượng gạo và rời rạc. Lá thư đó không phải do tôi viết, nhưng tôi và thằng Hùng đều có tham gia. Xin cán bộ đừng bắt tội mình anh tôi. Bám tao cái điện thoại này coi. Này mở à, bán vô vậy? Thì tao kêu mày cứ bán đi, sao tao tặc hỏi nhiều nó hoài vậy? Tranh thủ đi bán đi. Hay là bán cái điện thoại này cho tôi đi. Phiền là cho tôi mượn điện thoại. Anh Hùng, mời anh theo chúng tôi về công an để hợp tác điều tra. Tôi lên kế hoạch và phân công cho thằng Hùng với thằng Tú làm theo. Tụi tôi luôn phiên theo dõi bà ta chỉ mục đích hù bà ta để bà ta sợ, để bà đưa tiền.
Dạ, chính tôi là người nhắn tin để làm cho bà Liễu hoang mang.